Có phải chúng ta đã quá mệt mỏi trong việc phải chờ đợi update 21 của Lockfoot? Yeah, tất nhiên rồi. Nên là ở video này mình với Vidas sẽ quyết định tự đi tìm trái Dragon Reward cho riêng mình. Và đừng quên là các bạn có thể xem hoàn tập với 145 cái phần bình luận nha. Thì tựa game đầu tiên mà tụi mình sẽ chơi để tìm trái Dragon đó chính là Lockfoot Bud Bat với 1k7 người chơi. What? 1k7 người chơi luôn. Thôi mà đang có 68 lượt like à. Vậy anh muốn nó lên thành số 69 không biết được không ta. Ok vậy anh like cho nó nha. Rồi thành 69 không? Nó vẫn không thể thành số 69. Em đâu phốt vô đây. Quá trời trái quỷ luôn nè, trái gì đây? Trái khác. Ôi có thằng này đang moi thùng ghét nữa phốt. What the. Ôi có thằng túng gì không ông nội. Em làm nó trái bên không? Ôi gì hên vậy. Nhưng mà tụi mình cần phải kiếm trái Dragon. Để anh kiếm cái thùng ghét có không? Ôi ôi moi thùng ghét có trái quỷ thiệt nè phốt. Thiệt hả? Thiệt. Ui thằng này là Goku hả? Bản năng vô cực kìa. Ờ đem bảo vệ anh, đem ăn trái Venom cho em bảo vệ anh. Ui phóng độc quá trời luôn cơ là anh. What the fuck chứ đâu. Ôi vậy? Em phóng độc chúng anh rồi. Ây da. Có chắc là em bảo vệ anh không vậy? Em đi ra đi Phúc ơi. Cái gì vậy? Nồng nặc quá. Trái này má đạo quá. Tha cho anh đi Phúc ơi. Oh my god. Ôi em hả? Ờ em nè. Thôi em ngậu vậy em bảo vệ anh đi để anh kiếm trái Dragon cái đã. Rồi em đứng này là không ăn cửa này dám lại luôn á. Cái thằng này nó lại địch nè, tao địch nè nó. Phúc ơi em địch như mặt anh rồi. Phúc ơi ra đây coi nè. What the hell, what the hell, what the hell. Ôi thằng này ăn hiếp trong Lockfoot lắm hay gì nữa, vô đây bắn anh quá trời à. Gì vậy Messi, gì vậy Messi, Messi. Messi này mạnh vãi cái trưởng luôn á. Ôi anh em mình hợp lực quýnh Messi. Ôi cái gì vậy Phúc, à, em mạnh vậy. Em á, đánh hàng thiên địa của em á. Đây đây đây, nó mau thùng ghét kìa, nhân cơ hội này phan Messi thôi. Nè chạy chạy chạy, chạy tới red của anh kìa. Wow, ôi, what the fuck. Ôi what the fuck. Anh biết anh cũng lâu rồi Phúc ơi. Ôi em chịu hồi tiếc kìa. Ôi anh mạnh vãi. Ôi anh xém giết em luôn á. Xin lỗi nha Phúc, anh thật ra là quái thú cổ đại. Rồi, để Messi cũng phải đầu hàng. Rồi, Messi nhảy biển chứ không rồi, rồi. Em biết gì không, thì cái game này á, nó update liên tục luôn. Thì đây chính là update 31 rồi chứ không còn là update 21 nữa. Ui, ôi, Phúc ơi. Dây, dây, dây. Celestial Food. What the fuck, ủa trái đó có tồn tại nữa hả? Trời ơi, trái này trái mới nè. Wow, đúng là game dẫn trước Lockfoot 10 update. Trời, hồi nãy mà anh lượm cái trái này ngoài server thường, quýnh mấy nó chết. Đù. Đù. Em đi, bắn, đánh em đi, đánh test cho em đi. Ui. Ui cái gì vậy? Ui, ui, what the hell. Cái quái gì hell? Vậy? Ồ, em biết, em trời. Ai là... Ui, 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 ui. Má gì vậy? Ui. Chết rồi. Trái này mạnh vậy. Cận cảnh hai anh thanh niên chăm chỉ nè. Ui ui wow trái Dragon nè Phúc. Ra hả em nói anh ra rồi. Ờ mà trái Dragon này nhìn còn lỏ hơn trong Lockfoot nè. Coi nè Phúc, Phúc coi nè. Biến hình Dragon trời. Ôi anh là cay đô thiệt luôn nè. Ơi má vậy là trái Dragon Reward nó sẽ bự gì luôn hả trời. Anh bự gần bằng cái hòn đảo luôn nè, coi nè Phúc. Ơi chạy chiêu nha. Rồi chiêu dách đu trời. Trời 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 trời. Trời cái chiêu này trong Lockfoot nè. Ôi trái Dragon này cũng được á chứ không giỡn đâu nha. Mày 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 mày. Mình lắc luôn kìa trời, mạnh kìa. Ôi lắc quá lắc quá. Ui da 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 da. Ờ bây giờ không nên bỏ trái Celestial để ăn trái này ha. Nhưng mà không sao các bạn ơi, quan trọng là chúng ta đã đạt được thành tựu ăn trái Dragon ở update mới. Nè các bạn thấy không, siêu bự luôn. Ơi ơi ơi. Dạ. Gì vậy? Dạ. Gì vậy? Gì vậy? Ok, bây giờ mình sẽ đi farm bằng trái Dragon cho các bạn xem nha. Cái gì vậy? Em nè, em là trái Mammut nè. Đừng nói với anh đây là trái Mammut nha. Chi chơi gì nữa. Ui. Ui mạnh gì vậy? Ôi ghê vậy. Anh thấy em hơi quậy rồi đó nha Phúc. Em hơi quậy rồi đó nha Phúc. Nhớ là lên nè, đừng đánh em nữa. À, em dùng được quá cho trái quỷ cùng lúc nữa. Ôi gì vậy? Trái Mammut này biết chơi đàn nữa hả? Ôi. Bắt rồi. Thì nói chung theo mình đánh giá, ơi ơi, thì theo mình đánh giá con rồng ở trong cái game này cũng khá là ngầu nha. Mình mong đó chính là con rồng trong update 21 của Lockfoot. Mình mong là Lockfoot sẽ reward cho Mammut trong game này. Ừ. Và trái Dragon tiếp theo mà tụi mình sẽ tìm kiếm đó chính là trong tựa game Lockfoot Bud Bat 2. Các bạn thấy không, thumbnail của nó thậm chí được có trái Dragon được reward luôn nè. Nên là ngại gì mà không vô. Ui, nhạc súng vậy? Nhạc Lockfoot mà phiên bản remix nè Phúc. Anh em đâu rồi? Cái game này bọn nó đập nhau dữ vậy. Ờ game này mới vô nghe tiếng gên la liên tục vậy. Ôi kia sắp chết rồi kìa, quất đó Phúc. Mày. Ôi. Ôi đây rồi, tụi mình biết cách kiếm trái Dragon trong game. Ui. What the hell, trái T-Rex nữa hả? Ui. Ủa ơi. Trái T-Rex đó hả trời. Trái này là trái T-Rex đó hả? Ai coi chiêu của trái T-Rex nào. Ui. Ôi chơi cái bãi chứ. Ôi chiêu game này bựa bãi. Ôi
anh đẻ cho tôi ghét con luôn nè Phú. Bọn nó quăng mấy trái T-Rex luôn á, kiểu bọn nó không cần tới luôn á. Ờ nhưng mà trái mà tụi mình cần đó chính là trái Dragon. Phải đi kiếm tiền mua trái Dragon mới được Phúc ơi. Phải em coi trái mammoth kìa Phú. Để anh ăn thịt nó. Mấy trái trong này ngoài hình nó đủ mực là. Rồi rồi rồi, anh đủ tiền nè, để random thử nha. Trời, được trái diamond. Ủa, trái mammoth chứ. À, muốn BBB thử một cái không không? Ok, work. Em đâu, đừng giả. Ôi, em đây phải không, em đây phải không? Mày, ừ, mày, ui, cái gì vậy? Mày giả không không? Em biết trái mammoth này nè. Mày đâu? Ôi, ôi, anh đẩy em gớt biển luôn rồi. Em chết rồi. Ôi, mày đẩy mày đắt gớt xuống biển luôn rồi. Su. Ở thằng kia có trái Dragon kìa. Ôi làm ơn Flea. Thằng kia có trái Dragon kìa không? Dạ. Hey. Ôi các bạn ơi, cuối cùng Hi Hi đã cho mình trái Dragon rồi. Ôi ôi ôi. Nghe bá đạo vậy, nhìn cái tướng đi bá đạo vậy. Coi trái Dragon nè Phúc. Nhìn chiêu đi. King of the Smash. Đù. Ôi đây là trái vua quái thú nè. Hơi thở của rồng. Đù. Đây nè, Dragon Claw. Đùng. Thì bà em liên tục ơi, đừng giết tôi. Mày ôi 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 đỉnh vãi. Thì ra đây chính là sức mạnh của trái Dragon các bạn ơi. Ok các bạn ơi, sau khi mình có được trái Dragon từ bạn Hi Hi hồi nãy thì bây giờ mình sẽ đi mua thử cái trái Dragon. À! Ok thì bây giờ mình sẽ mua thử Dragon Form đây xem sao nha các bạn. 5.003 tiền nè, rồi mua. Được gì vậy? Ui thiệt nè Phúc. Đâu trái Dragon xịn hơn nè. Ui trái Dragon có màu khác luôn. Ừ. Ui what the hell. Ui là biến thành trái Dragon khi mà cầm lên luôn. Ủa nhưng mà đây là Dragon sau khi update xong. Ôi gì vậy? Dragon V2. Ôi trái hòn đảo này luôn rồi. Hòn đảo này đã bị Kaido quỷ diệt rồi. Mày. Ờ nhưng mà anh cảm thấy cái trái này nó không ngầu bằng cái hồi nãy nha. Anh thấy cái trái Dragon bình thường nãy ngầu hơn á. Ờ nó không có gì hết á, nó chỉ là con dung chửi hẳn thôi. Không mà trái này bay được Phúc ơi. Ủa vậy là anh có thể đi xuống biển được luôn nè. Ôi quá trời trái quỷ dưới biển luôn nè Phúc. Ôi nhìn có thể khám phá biển được rồi. Người duy nhất có thể khám phá biển đó chính là vua hải tặc Kaido. Ôi nào mới gớt xuống dưới. Và tựa game tiếp theo mà tụi mình sẽ chơi đó chính là tựa game Lockfoot Budget. Em nhớ tựa game này không? Một trong những tựa game mà hay nhất mà anh em mình từng chơi á. Nhớ là Budget gì đó ha. Ừ. Nhưng mà hôm nay đặc biệt một cái đó chính là nó mới ra update mới. Thì ở update này chúng ta sẽ có thêm trái T-Rex, trái Mochi và trái Dragon. Nhưng mà em muốn sử dụng trái Dragon á thì phải tốn 300 Robux. Em định bỏ 300 Robux ra để mua trái Dragon hả? Ừ, miễn sao các bạn fan thích là được. Ok thì đây chính là hình dạng của Kaido với 300 Robux. Nhìn cũng giống Kaido thiệt á chứ bộ. Tuy nhiên để xem 300 Robux này có đáng hay không thì mình sẽ solo với Vdắc. Em đó hả? Em đó. Ê chứ T-Rex nhìn giống con gà vãi quá trời. T-Rex zombie luôn nha chứ không phải T-Rex bình thường nữa. Rồi sẵn sàng chưa T-Rex? Rồi bắt đầu trận chiến đi. Vô em chỉ là thuộc hạ của anh thôi mà. Bằng. À dạ ghê vậy. Nắm đầu em nè cu. Mày. Chị đó không né được, chị đó không né. Mày. Vụ nổ lớn. Chị bộ số 4 là gì? Ôi ui ui ghê hả? Ui em cắn anh hay gì vậy? Ờ ờ ờ. Ai mày giả đúng không? Tới lượt anh nè cu. Mày ui ui ui. Ui hồng nghe quá. What the fuck. Ủa gì giả vậy hả? Mạnh quá. Ôi em dùng trái này đi. Ôi trái like hả? Nguy hiểm đi cu. Mày. Ôi khùng. Cái này mạnh vụ nổ lớn rồi. Chết luôn rồi. Dạ. Ôi ba đạo luôn á. Vậy thì anh phải chịu thua Kitsune thôi. Ôi Kitsune hả? Trái Dragon của anh là V2 đó. Anh là Dragon V2 đó. Trời đất ơi, năm Dragon V2. Sức mạnh của Dragon V2. What the fuck? Su. Không thể nào mình thua liên tục được. À chắc anh phải lập cái kênh mà gọi là combo one shot lock food luôn quá gì bi ghê ta. Khùng đó mày, chứ nó xuống lại. Ui thôi. Khùng. Mày nè. Anh sao không? Anh sao không? Em giữ bình tĩnh được không? Em giữ bình tĩnh được không? Mày. Ê má mạnh thiệt có không có rồi đánh không nổi luôn. Mạnh là sao? Ôi biết rồi, trái nào mạnh hơn rồi. Trái thiên thạch nó là T-Rex cũng phải tuyệt chủng đó Phúc. Em nghĩ xem lấy cho nó ra quýnh với anh vậy. Thằng này ác quá các bạn ơi. Mày ác. Ui ui mạnh vậy. Thằng này mình có cơ hội thắng sau 30-40 mạng chết rồi các bạn ơi. Ủa em đâu rồi? Vãi cái đấy. Mày. Bắt được mày cu. Bắt được mày rồi. Quái gì chơi. Mình nó giết nó liên tục 6 mạng rồi nha các bạn. Ôi chứ đồng bồ nhanh vậy. Mình sẽ hit and run cái đồ này là nó sẽ không tấn công được mình. Nó chết chứ.
anh còn một chấm máu à, anh nghĩ trúng chiêu nên chết luôn á. Ôi em mình thắng rồi các bạn ơi. Ôi chứ ai mạnh chứ hả? Vậy là mình đã đánh bại hết tất cả mọi trái quỷ trong game này bằng trái của Kaido nha. Chưa đâu. Má thì nỉa lì các bạn. Thằng này nó lì. Mày má giảm quá, game má bắt căn bản của mình là kiểu chỉ với 300 con bức mày gọi giết hết trộm mọi người vào luôn á. Và tựa game tiếp theo của chúng ta đó chính là Bloodfoot Update 21.5, có nghĩa là nó đã ra cho nó ra gần từ update trước luôn rồi. Nghe các bạn hấp dẫn đúng không? Nên là vô game thử luôn. Ui game này giống Bloodfoot phải, thậm chí nó còn có Bloodfoot gacha y chang trong game luôn kìa. Ui random thiệt nè. Đù game lắc, cái này là real rồi Phúc ơi, random mới chết cái quỷ lỏ luôn nè, y chang Bloodfoot luôn. Ơi mà trái quỷ trong đây nhìn ngầu vãi, em coi trái Celestial nè, nhìn đẹp chưa? Đây thằng Ui là quay về. Melee mới nè, melee của chị Ga. Ui dạ, chiêu đẹp vãi coi nè Phúc. Ờ anh nghĩ Rockfoot cần phải mời thanh niên này về làm game cho mình luôn nha. Coi nè, coi chiêu nè. Đẹp vãi. Ui. Ủa gì sao giống Rockfoot vậy? Ơi mà chiêu này mạnh hơn trong Rockfoot nữa, coi trưởng cái chết em luôn nè. Mày. Dạ. Nó có nhiệm vụ ẩn nữa kìa. À là phải đi lấy cái bản đồ, lấy cái kiếm nè, từ để anh thử nha. Từ cục đá. Cái gì đây? Phúc ơi. Gì nữa? Coi nè. Anh lụm được cái đó đâu vậy? Anh lụm mà anh không hướng dẫn em hả? Ủa nó hút hết tất cả mọi thứ xung quanh luôn kìa Phúc, có thấy không? Hợp the god là gì? Ui. Coi chết chạy kìa. Anh giết em hoài rồi anh hỏi. Ôi chiêu ép nó để là lắc rồi thêm một đống chứ gờ sau lưng nữa kìa, anh cũng nên bấm không ta. Thử bấm chiêu ép nha. Lắc là gì? Có lắc không? Ui. Lắc. What the hell, coi nguyên cái map nó trắng tinh luôn rồi kìa. Mình phá hủy game luôn rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, thì video bên đây đã kết thúc rồi nha. Rất là vui, đây là một video mình cảm thấy là vui nhất từ trước tới giờ luôn nha. Không phải do mình mạnh hơn Vidac đâu. Trời đất ơi, nó lấy cái đó đánh mình liên tục nãy giờ chết chục mạng hơn rồi đó. Ôi chiếc đẹp trai kìa, bye bye. Trời đất ơi là trời.